nó cứ nhìn mình. Trời ơi. Tình hình là bọn mình vừa bị con chó nó đuổi. Bây giờ cháu mình đang ở một cái ngõ. Và không biết con chó đâu rồi. Trời ơi, Bún ơi. Hey yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Di Vung. Mình là Yến đây. Và nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa, ẩm thực thì các bạn nhớ kéo xuống đăng ký kênh cho mình. Và đừng quên bật chuông nhá, tại vì bật chuông là miễn phí. Và mình đang ở đây là nhà hàng xóm nhà mình. Mình đang ở trên tầng 3. Thì mình đang ở quê tránh dịch. Mình cũng chưa từng giới thiệu cho các bạn về ngôi làng mình đúng không? Thì sau đây, cái video này chính là làng mình. Chúng ta hãy cùng đi dạo quanh làng và xem là có gì thú vị không nhá. Dậy sớm được đón bình minh nhưng mà có vẻ như trời hôm nay nhiều mây cực, trời hôm nay nhiều mây cực, nên là không hề có bình minh các bạn ạ. Ở đây là đầu làng mình, bên này là một cánh đồng và bên này thì người ta bắt đầu xây nhà rồi. Trước đây thì hai bên là cánh đồng cơ, thích gọi là thích. Và làng mình thì sẽ có một con đường to như thế này xuyên suốt từ đầu làng đến cuối làng. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu khám phá nào. Hôm nay thì mình có đi quay cùng với đại tử của mình, tại vì có những cảnh thì mình sẽ không thể quay được. Sao toàn hoa đực vậy nhở? Ai? Quả mướp này. Cây này lạ nhở? Cây này là cây gì nhở? Hoa này. À, có quả kìa. Không biết là nó là quả gì nữa. Quên mất tên rồi, đậu bắp. À đúng rồi, chính xác. Đậu bắp. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cây này. Ui, các bạn ơi, sung nhiều thật sự luôn. Wow. Tiếc là mình không trèo lên mình hái được. Cái này mà làm nộm muối thì ui rồi. Siêu ngon luôn, quá là nhiều luôn. Các bạn thấy không? Cái cổng này xây từ năm 1996 đấy. Năm đấy mình còn chưa cả sinh ra đời các bạn ạ. Không biết là các bạn có nhìn thấy gì trong kia không? Trong kia có một sinh vật nho nhỏ. Đây, đó là một chú thằn lằn. Thấy chưa Bún? Đâu? Kia kìa. Đây này. Thấy chưa? Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đến một cái chỗ mà mình cực kỳ thích ở xóm mình. Và may quá là nó vẫn còn. Đi nhá. Đi Bún ơi, Bún ơi đi. Lên đây. Đi lên đây cơ mà. Đi ra đây, cổng cổng rồi. Đi không? Nhanh lên. Đi, còn đứng đây làm gì nữa? Như kiểu đi phiêu lưu mạo hiểm các bạn ạ. Và đây, chỗ này chính là chỗ mà ngày bé mình rất hay đến đây chơi. Nó cũng chả có gì mấy, chỉ có một tảng đá như thế này thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng chả có ai dẫn nó đi cả. Ngày bé thì mình đã khá là chật vật để có thể là leo lên cái chỗ này. Nhưng bây giờ thì lớn rồi. Rất là đơn giản, rất là easy. Con vui lắm rồi. Ok. Có một điều ở quê đó là đi đường hơi thối các bạn ạ. Tại vì cái hệ thống thoát nước ấy ở quê thật sự là gần như là không tốt và không có. Thế đấy là một điều dễ hiểu đúng không? Nên là mình phải quen với cái việc thối đi thôi. Chào mừng các bạn, đang là quả đầu tiên này. Úi, nếu bạn nào không biết, quả này thì chủ yếu là để ngâm rượu thôi. Ai mà có niềm đam mê với rượu thì có thể là mua quả này về ngâm rượu nhá. Đầu tiên, nhìn thì đẹp mà không ăn được. Bây giờ mình đang đứng ở một ngã tư. Đây.
Và đây, mình vừa đi từ trên này xuống. Và bây giờ là mình đang không biết là mình nên đi chỗ nào, quay chỗ nào đây. Ờ, nghe tiếng ve này. Mình chắc chắn là sẽ có bạn không tin, nhưng mà ngày bé mình đã từng đi nhấp ve các bạn ạ. Dính cái keo vào đầu cái que gậy dài ấy, xong bắt đầu nếu mà thấy ve thì sẽ dùng cái que đấy dính vào. Keo gì nhỉ? Chả biết là keo gì nữa. Chắc các bạn không biết, nhưng mà đây là một nỗi ám ảnh các bạn ạ. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tuổi thơ của mình, nó đã bị chó đuổi. Đi thôi bốn ơi, nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có chạy, nó đuổi đấy. Chết rồi, đừng đi theo. Nó đi đâu ấy? Eo, nó cứ nhìn mình, trời ơi. Bây giờ làm gì? Mình cũng nhìn lại nó đúng không? Khi mà bị chó cắn thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên cắn lại con chó các bạn ạ. Tình hình là bọn mình vừa bị con chó nó đuổi. Bây giờ cháu mình đang ở một cái ngõ. Và không biết con chó đâu rồi. Trời ơi, Bún ơi. Trời ơi, cháu mình chạy luôn rồi. Trời ơi, đừng có đuổi theo tao nhé. Bún ơi. Ôi giời, đây rồi. Đây, chó đi rồi. Ở làng mình thì có rất nhiều ngã tư các bạn ạ. Và lại tiếp tục làm cái ngã tư. Đây và đây. Và chúng ta lại phải lựa chọn Đông Tây Nam Bắc bây giờ đi hướng nào nhỉ? Mình sẽ quay mấy vòng, sau đó mình dừng lại ở chỗ nào thì chúng ta sẽ đi hướng đó nhá. Thế mà đi vào tường à? Thôi, đi. Đây là một bông hoa 10 giờ, xinh không? Hoa này... Ui! Đây màu hồng nha. Bên kia đó. Wow. Ui, mình là một người rất là thích hoa. Và đẹp quá. Ngày xưa mình cũng hay trồng, mà cây này hay nhá. Là khi các bạn nhổ một nhánh, xong các bạn cắm xuống đất, chỉ cần có đủ độ ẩm thôi là cây này nó lại mọc lên. Đây là hoa dược cạn nè. Khá là xinh xắn. Ui, mình phát hiện ra một cái này các bạn ạ. Cái ui. Các bạn thấy gì không? Hai con châu chấu. Đố con bắt được đây. Thách được. Ừ, thách đây. Bắt đi. Bắt đi. Ừ. Cô đang hóng đây. Cẩn thận. Nào. Túm đi. Ui. Bắt được luôn. Đó. Trên tay mình đang làm một chú châu chấu. Ngày xưa ở phía chỗ này là có một cái bụi tre rất là to. Ngày trước thì cứ mỗi khi trưa thì bọn mình sẽ ra đây ngồi chơi với nhau, chơi ô ăn quan, chơi các kiểu. Nhưng mà ở đây người ta lấp ao rồi, cũng chặt cả bụi tre đi rồi. Trước mặt các bạn đang là một vườn chuối siêu to, khổng lồ, siêu rộng luôn. Đây là cây chuối nha. Mình thì mình không biết phân biệt các cây chuối đâu. Chuối tiêu, chuối lùn, chuối mít, chuối các kiểu loại chuối, nhưng mà mình không biết phân biệt cây nào là cây nào đâu. Mình chỉ biết ăn thôi, ăn thì mình mới phân biệt được. Còn cây chuối nào mà chả giống nhau đúng không? Úi, ở đây có buồng chuối nè. Buồng chuối nặng đến nỗi mà người ta phải làm một cái gậy trống này, không sợ cây nó sẽ bị đổ. Mình chợt nhận ra một điều là tại sao chúng mình không đi tìm một nhà nào đó có một cây ăn quả nào đó, sau đó chúng ta sẽ vào với chúng ta xin nhá. Cũng đến gần đến giờ trưa rồi, chúng mình đi kiếm đồ ăn đã. Và mình biết trước điều đó nên là hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn một cái nón. Và mình và cháu mình sẽ đi ăn xin các bạn ạ. Tình hình là bọn mình khá là khát nước, nên là bây giờ chúng mình sẽ vào đây và xin một hớp nước. Let's go. Đúng rồi, và nhà anh Phúc xin nước. Chị Thúy ơi. Sương sương là mình đã quay cho các bạn nửa cái làng của mình rồi đấy. Và bây giờ thì chúng mình đi về ăn cơm trưa đã. Rồi đầu giờ chiều chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá làng mình nhá. Đây là cây na. Và chắc các bạn cũng thấy điều mà mình đang thấy đúng không? Quả kia khá là chín và khá là to các bạn ạ. Nhưng mà hơi cao so với mình. Hơi cao. Thôi nhá, bỏ qua đi về ăn trưa vậy. Và chúng mình vừa từ đây đi ra. Và chúng ta lại lên đến đường to.
và sẽ là đi về nhà đã. Bây giờ chúng ta chạy bộ đi về đúng không? Chạy bộ đi về đúng không? À nhầm. Bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta thi chạy bộ thi chạy về đúng không? Sẵn sàng chưa? Ta vạch này nhá. Ok. Chuẩn bị nhá. Đội nón lên. 1 2. Cẩn thận bay nón nhá. Chuẩn bị. 3. Kiểu chạy như bị chó đuổi. Sắp về đến nhà rồi. Ok, về đến nhà rồi. Ăn trưa đã. 2 hours later. Ở quê có một điều mình rất là thích, đó là các nhà trong làng sẽ đều biết nhau, đều biết tên nhau và mình có thể kể tên hầu như là gần hết tất cả các nhà trong xóm. Nhưng mà kể ra thì chắc các bạn cũng không tin đúng không? Thế là thôi nhá, mình không kể đâu. Mặc dù là mình biết thật đấy, mình có thể kể sương sương là gần như là toàn bộ quanh làng mình, nhà ai mình cũng biết. Và ngược lại thì gần như ai cũng biết mình, với đặc điểm đó là lúc nào mái tóc cũng kiểu 7 màu 7 sắc cùng vòng ấy. Mình đi đến đây rồi, có một cái ao đoạn này. Chắc là thảo nào có cá đấy. Ngày xưa cũng thích đi câu cá lắm, đi bắt giun, đào giun để câu cá. Nhưng mà giờ chả biết là cũng chả còn ai câu cùng mình nữa. Các em lớn lớn, các em đi làm công ty hết rồi. Đây, một cái hồ ở đây. Cái ao chứ, cái ao thì đúng hơn. Cũng không to lắm. Bây giờ thì họ cũng không để nhiều ao nữa, họ lấp đất để xây nhà các thứ hết rồi. Trời hôm nay thì khá là đẹp và mình phải căn mãi đấy các bạn ạ, mưa cả tuần rồi. Bây giờ may quá được một hôm trời đẹp như thế này để đi quay vlog cho các bạn. Ở đây là một đoạn cua và ngày trước thì không có cái bờ bê tông ở đâu. Thì kiểu sợ mọi người đi đâu xong rồi lao xuống hồ, ra xuống ao ấy. Nên là mới xây thêm đấy. Và bây giờ chúng mình đi tiếp nhá. Đố các bạn, đây là cây gì? Mình có một tuổi thơ gắn bó với cây này. Đây là cây sắn các bạn ạ. Mình hay vặt. Con vặt hộ cô cái này được không? Có với từ từ không? Cái gì? Với cái này này, lấy cho cô đi. Ôi, cho cháu kìa. Lấy cho cô một cái đoạn này cái, để cô ôn lại tuổi thơ phan. Ngày bé thì bọn mình không có nhiều thứ để chơi các bạn ạ. Và ngắt cái này để như kiểu đây là dây chuyền à. Đeo lên tai thì thành tòng teng này. Còn như thế này thì gọi là cần câu cá. Mình chả hiểu sao bọn mình có thể gọi chế ra những cái tên như thế nữa. Không biết là các bạn có cảm nhận được cái độ cong của cái bờ tường này không? Các bạn có nhìn thấy cong không? Tường này là rất là lâu rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì nguy cơ là sắp đổ. Bức tường rêu phong này. Đấy. Đi từ sáng rồi mà chả xin được nhà nào một cái quả gì để ăn các bạn ạ. Mùa này thì nhãn cũng hết rồi, vải hết lâu rồi. Chắc là chỉ còn ổi với khế thôi. Tuy nhiên thì chưa xin được nhà nào. Thôi chắc thì lũa về gần nhà mình xong rồi xin nhá. Nhà hàng xóm mình có cây khế đấy, rất là ngọt. Tí mình sẽ dẫn các bạn về gần nhà mình. Xin giới thiệu với các bạn, nếu mà những bạn nào chưa biết thì đây là bụi tre nhá. Bụi tre là bao gồm nhiều cây tre mọc lại gần với nhau, sát nhau thành một cái khóm như thế. Đấy, người ta gọi là bụi tre. Ở trong kia có măng kìa, măng là cây tre non. Ngày trước thì hay bẻ măng nghịch, chơi đồ hàng ấy. Nhưng mà trong đấy nghe vẻ rậm rạp tùm quá, thôi sợ lắm. Kiểu bụi tre thì dễ có rắn các bạn ạ, nên là mình sẽ không mạo hiểm để mình vào đấy đâu. Thôi bye bye bụi tre.
Trời ơi, mình nhìn thấy một đàn vịt các bạn ơi. Nhưng mà phải nhìn nó qua cái song sắt và kẽ lá. Các bạn có phân biệt được đâu là vịt đực và đâu là vịt cái không nhỉ? Theo như cái kiến thức mà mình được học về vịt ý, thì vịt đực sẽ có đầu to và mông nhỏ ạ. Còn vịt cái sẽ có đầu nhỏ và mông to để đẻ trứng đấy. Khá là hợp lý, khá logic đúng không các bạn? Nếu mà các bạn cảm thấy đúng thì hãy nhớ lại cho mình một like nhá. Đừng quên like video của mình nhá. Mặc dù là mình sinh ra từ làng, nhưng mà thực chất ý là mình chưa từng cấy lúa bao giờ các bạn ạ. Chưa từng đi cấy lúa, chưa từng đi gặt lúa, mà được đi nhổ mạ thôi. Nếu mà các bạn nhìn sơ qua thì sẽ chỉ thấy cây lúa thôi đúng không? Nhưng mà khi nhìn gần lại nhá, có rất nhiều sinh vật sống ở dưới đây các bạn ạ. Đây là có bèo này, bèo tấm với cả cái bèo to to này mình chả biết tên, mình chả nhớ tên. Có trứng này, không biết các bạn có biết là trứng gì không? Nếu mà mình nghĩ không nhầm ý, thì đây là trứng ốc. Đâu nhỉ? Đây. Đấy, cái hồng hồng kìa, trứng ốc. Khá là nhiều. Đây luôn, gần đây luôn. Nhìn thì có vẻ xinh xắn đáng yêu đấy, nhưng mà ốc thì sẽ phá hoại mùa màng. Cũng tùy loại, nhưng mà thường thường người ta sẽ bắt hết ốc đi. Hay là hôm nào mình lại quay clip bắt ốc nhỉ? Đi bắt ốc đúng không? Khá là thú vị. Để xem là hôm nào có rủ được ai đi bắt ốc không. Chúng ta sẽ đi bắt ốc nhá. Ở đây là máy sắt gạo ngày xưa này. Sau khi sắt gạo xong thì cái vỏ trấu sẽ bay ra ngoài này. Đấy. Phía này là sân bóng. Tầm chiều mát thì sẽ có bọn trẻ con chơi đá bóng ở đây. Tình hình là cháu mình vừa mới bắt được một con. Con này là con cào cào. Cẩn thận nó bay. Nào, nào. Ừ, cẩn thận con này nó ị đấy. Nó dễ ị lắm các bạn ạ. Trước đây ở đây là một cái trạm bơm nước các bạn ạ. Sẽ cung cấp nước để nước tưới ra đồng rồi này. Nhưng mà mấy năm gần đây thì chắc là không hoạt động nữa. Nhìn ở đây cũng biết là nó không hoạt động nữa rồi. Trước bọn mình hay leo lên chỗ trên này này, ngồi buổi tối, siêu mát luôn. Ngày xưa làm gì có điện thoại hay là gì để mà xem đâu. Đây, quả bưởi này đến trung thu chắc là sẽ được ăn. Sắp trung thu rồi. Cột này cột thu xét này. Ở đây chúng ta có mấy con gà. Chắc là các bạn không biết là gà trống, gà mái chứ. Con này con gà trống nè. Gà trống thì sẽ sặc sỡ hơn. Còn... ơi! Từ từ, đang quay con gà đã. Và mấy con gà mái thì đang núp ở đằng sau cái cây kia. Đây là cây mía này các bạn. Cây mía này rất hay nhá. Các bạn chỉ cần dâm thân xuống ấy, xong rồi nó sẽ tự mọc lên. Giờ mình sẽ dùng cái móc này để giật khế. Nón nhá, hứng nón nhá. Ok luôn. Mình vừa leo từ cái thang này các bạn ạ, để mình có thể lên trên này và quay cái làng mình từ trên cao cho các bạn xem. Khá là mạo hiểm. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Wow. Ta-da. Và đây chính là làng mình khi nhìn từ trên tầng 3 của một nhà hàng xóm nhà mình. Và kia, nhà mình là nhà ngói các bạn ạ. Thề là nhà mình nhà nghèo gần nhất làng đấy. Có một số ít nhà trong xóm vẫn giữ được nhà ngói như thế này. Và nhà mình là một trong số đó. Ngắm một chút nữa thì chúng ta sẽ đi xuống. Tiếc là cái mái này che mất phía kia là có mặt trời cơ. Mặt trời lặn hoàng hôn. Đến đây là cuối video rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến đây nhá. Và hẹn gặp lại ở các video sau vào mỗi thứ 7 hàng tuần nha. Bye bye.